đây vài ba năm, ai đã từng đến Mũi Né, đến với những làng chài, cảng cá và những vùng danh thắng còn đậm nét hoang sơ, thì nay trở lại hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một Mũi Né đang góp phần tạo nên những nét mới cho chương trình du lịch Việt Nam điểm đến của Thiên Niên Kỷ. Con đường Phan Thiết đi Mũi Né, Hòn Rơm hơn 20 km nay đã nhựa hóa, vắng bóng những chiếc xe đặc chủng kiểu vùng vịnh năm nào, nhường chỗ cho các loại xe du lịch đưa khách thập phương đến đây du ngoạn, nghỉ ngơi sau những ngày lao động căng thẳng. Đón khách hôm nay đã là nhiều khách sạn với tiện nghi sang trọng, ẩn trong vẻ ngoài khiêm tốn, nép mình dưới những rặng dừa xanh ngắt. Đó đây, những con suối, hồ cá, thảm cỏ, bồn hoa được các nhà thiết kế đơm đặt như ngẫu nhiên. Không gian xanh và gió biển đã hoàng loãng màu nắng chói chang, làm dịu đi cái nóng đến cháy da ở vùng cực Nam Trung Bộ này. Chút tiện ích nho nhỏ trong một môi trường xanh và sạch thế này đã khiến cho du khách dù vô tâm đến mấy cũng phải chú ý đến việc gìn giữ để không làm bất cứ điều gì tổn hại đến nó. Mô phỏng một cách hiện đại lối kiến trúc dân gian cũng là nét đặc thù ở khu nhà nghỉ mà chúng ta đang thấy. Lãng đãng đôi ba chiếc võng gợi nhớ đến một mảnh vườn nơi thôn dã. Và có lẽ nhờ những chi tiết nho nhỏ, nhờ vào nét đặc thù dễ gây ấn tượng kia mà bản đồ án kiến trúc tổng thể khu du lịch Sài Gòn Mũi Né đã đoạt được giải cao nhất trong một kỳ bình chọn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Nét mới, nét đẹp ở khu du lịch Mũi Né không chỉ dừng lại ở hạ tầng cơ sở của nó. Ở một nhà nghỉ có cái tên Trăng Tròn, chúng tôi được chứng kiến một buổi sinh hoạt thường nhật của câu lạc bộ du lịch thể thao. Lướt ván buồm, một bộ môn còn khá mới mẻ đối với dân ta. Chủ nhân câu lạc bộ lướt ván buồm là một người Pháp, ông Pascal Lefebvre. Ông đam mê trò chơi cảm giác mạnh này từ nhỏ và đã từng được xếp thứ hạng khá trong một cuộc thi lướt ván quốc tế tổ chức ở Ý. Năm 1995, Pascal Lefebvre xin định cư ở Phan Thiết rồi mở câu lạc bộ Trăng Tròn. Bởi lẽ nào mà ông đã chọn Mũi Né làm nơi phổ biến môn thể thao này thay vì những bãi biển khác trong khu vực Đông Nam Á? D'après moi tout à fait, aussi bien au niveau du vent et de la mer. Il y a du vent presque toute l'année à Phan Thiết. Ông nói, điều kiện thời tiết, khí hậu ở vùng này là lý tưởng để lướt ván buồm, vì ở đây thường có những ngày lộng gió, biển không có dòng chảy và nhất là không có đá ngầm. Les Vietnamiens, j'ai commencé à enseigner à deux ou trois, dont un qui est là aujourd'hui. Et ils apprennent facilement parce qu'ils sont, ils sont forts. Hơn nữa, thể trạng người Việt Nam các bạn rất thích hợp với môn thể thao này, vì các bạn thật khéo léo, lấy thăng bằng rất tốt. Parce que c'est pas très difficile comme sport. Quả là không chỉ có các vận động viên nước ngoài tham gia câu lạc bộ. Như chúng ta đang thấy đây, hai chàng trai người Việt. Anh Chiến, chủ nhiệm một câu lạc bộ bơi lặn ngoài Nha Trang. Anh Hổ, mặc áo thun trắng, người Phan Thiết. Họ đang ráp ván, căng buồm, chuẩn bị cho buổi thi đấu sẽ diễn ra chiều hôm đó.
Dù đã nghe ông chủ nhiệm câu lạc bộ giới thiệu, quảng bá về môn thể thao thích hợp với vóc người Việt Nam này, nhưng hẳn là quý vị và các bạn hãy còn ngờ ngợ. Thôi thì chúng ta hãy cùng nghe lời tự bạch của người trong cuộc, chàng thanh niên năng nổ, dễ mến, một vận động viên thực thụ như lời ông Pascal giới thiệu với chúng tôi. Cái môn này thì thể trạng hay là thể lực thì nó không quan trọng. Vâng. Tại vì nếu người Việt Nam mình nhỏ con thì mình lúc ví dụ trong cái tầm gió này thì mình đi cái buồm 4 mét. Thì người nước ngoài người ta to con hơn thì người ta đi cái buồm 8 mét nó to hơn. Nhưng mà nếu tốc độ mà đạt ở trên biển thì vận tốc nó vẫn như nhau. Tại vì với tốc độ gió đó anh không thể nào đi nhanh hơn gió được. Cái này thì đòi hỏi khéo léo. Vâng. Với lại nhanh trí mình xử lý trên biển. Và đây, chúng ta cùng theo dõi một vòng đấu loại trong cuộc thi tài không chuyên về cái sự khéo léo, nhanh trí giữa các vận động viên đến từ nhiều nước. Con thuyền ngất ngư cách bờ chừng 500 mét này đánh dấu một điểm. Chiếc phao gần bờ là một điểm mốc thứ hai. Người đua sẽ phải lướt vòng quanh hai điểm mốc. Trên bờ, cờ quạt của các nhà tài trợ bay dần dật, chẳng khác gì ở tranh tài chính thức. Vòng đua đầu tiên có 5 vận động viên. Họ là những du khách đến từ Ý, Úc, hai chàng trai người Việt và ông chủ nhiệm câu lạc bộ trăng tròn. Đồng hồ đo tốc độ gió chỉ trên dưới 20 km/h. Xuất phát. Thì ra leo lên ván trong gió và sóng biển như thế này quả không phải là đơn giản. Có chuyện gì mà chàng trai Phan Thiết vẫn chưa lên được ván buông? Đây là lần đầu anh tham gia vào cuộc đua. Hồi hộp quá chăng? 28, 29, 30, 31. Ồ, rốt cuộc Hồ đã lên được ván ở giây thứ 31 sau giờ xuất phát. Chiến, chàng trai Nha Trang, đang theo sát Pascal, người dẫn đầu. Hồ đang khóa đuôi đoàn đua. Chiến đang trong top dẫn đầu, ngay sau Pascal. Hai chàng trai người Ý và Úc trong top giữa. Dường như họ gặp phải một cơn gió giật. Trong bờ, tốc độ gió vẫn sấp xỉ 20 km/h. Đoàn đua đang vào một trong những điểm khó nhất của cuộc đua. Quay trở lại bờ. Chiến và Pascal đã thực hiện tốt động tác kỹ thuật. Hồ đã nhập vào tốc trước, nhưng anh lại bị ngã khi trở buồm. Hồ đã lên được ván và tiếp tục cuộc đua. Vận động viên người Úc trở buồm. Thật may là anh qua khỏi khúc cua chót lọt, nhưng rớt lại sau Hồ. Đoàn đua đang về đích. Lấy lại được bình tĩnh, Hồ đã vượt qua Chiến và đang theo sau Pascal, người dẫn đầu vòng đua đầu tiên. Và người về đích trong vòng 1 này là Pascal, sau anh là Hồ, người sau cùng lên được ván buồm khi xuất phát. Còn nhiều vòng đấu loại khác để hôm sau mới vào vòng chung kết. Nhưng rất tiếc chúng tôi không thể tham dự bởi còn phải theo một đoàn du khách khác mà ngay sau đây quý vị sẽ rõ. Sau này chúng tôi được biết người về nhất của tour năm nay là một vận động viên người Ý. Còn Hồ, chàng trai Phan Thiết lần đầu tham dự cuộc đua đã đoạt giải nhì. Kể cũng đáng khích lệ lắm chứ. Và cũng đáng cổ vũ cho loại hình du lịch thể thao này lắm chứ. Sau vòng đua đầu tiên, một du khách đồng thời cũng là một vận động viên người Úc nhìn nhận về mũi nón. Thật tuyệt vời.
Đây là nơi lướt ván buồm tuyệt nhất ở vùng Đông Nam Á bởi có gió rất mạnh, không như những nơi khác mà tôi từng đến. Hơn nữa, vùng này đẹp, đẹp hơn cả những gì mà tôi mong đợi. Tôi nghĩ nơi đây rồi sẽ trở thành một trung tâm vui chơi giải trí lớn của khu vực.